đang vô vậy? Đang vô thuốc hả? Bé đang vô thuốc, mình chưa nói chuyện được cả nhà. Ở bệnh vậy rồi cháu mình đã mình bỏ rồi đi xin này xin kia, có người cho 50 vậy người lo cho nó chứ giờ làm sao? Dạ. Mỗi bữa nay con khỏe chưa con? Chưa hả? Thấy con còn mệt hay sao? Trên chân bước mỗi tay, kính chào quý cô bác anh chị và các bạn thân mến. Hiện giờ mình đang có mặt tại khoa nhi bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Hôm nay mình có mặt ở đây là mình đến là mình trao quà cho bé Phương Quy, quý cô bác anh chị mình. Hôm nay cũng được hai vị mạnh thường quân gửi tiền cho mình lên tới gửi quà cho cháu để cháu có tiền đóng viện phí. Mà hôm trước mà 2-3 ngày trước mình có đăng tải một video của bé Phượng Quy á, là do bệnh viêm phổi cũng rất nặng. Hai bà cháu tính sắp xếp tính tốn viện về nhưng mà bác sĩ phát hiện được, bác sĩ thấy bệnh viêm phổi của cháu Phượng Quy này rất nặng nên bác sĩ không cho về. Nếu bác sĩ kêu ở lại để tính sao. Rồi thôi bây giờ mình mời quý cô bác chị mình bước vào bên trong khoa nhi cùng mình vào hỏi thăm cháu bé và bà ngoại ha. Rồi mình thấy ở trước cửa như có bác sĩ đang đứng trước cửa, chắc mình xin phép không có thể quay hình ảnh ghi hình ảnh này được nha. Mình xin tắt máy. Con chào cô. Hôm nay cháu đỡ chưa cô? Dạ, nay nó cũng đỡ rồi mà nó còn khè cái lưng nó khè quá. Ồ, cái lỗ tai nó khè vậy đó. Ờ dữ vậy hả? Ừ. Một phổi nặng mà bác sĩ không cho về mà sao không khè. Dạ, là, khè quá. Là đặt tay nghe là nghe đặt khè. Đặt tay nghe là nghe khè. À. Rồi khò khè suốt, phổi lúc nào vậy á. Dạ. Mà ngồi nằm gối cao á nó đỡ hơn gối thấp. Cao đỡ hơn. Đúng rồi, chứ mà nó ho là nó ngồi vậy á, nó không dám nằm, nó nằm nó sợ. Mỗi lần ho là mệt lắm, ba phổi nó hành phổi mệt nữa. Dạ. Bây giờ gì cho nó nằm gối cao nó đỡ hơn ha. Nó chất cái đó lên. À. Nó chất hổm gầy mẹ coi cháu có về thăm không? Mẹ không chắc có về luôn, nó cũng khổ. Mà chắc đâu có hay, có hay không? Hay nhưng mà nó khổ quá, nó đâu có về được. Phải không? Xa quá ở Múc Mì với Cà Mau. Dữ vậy hả? Dạ. À. Còn quê nội thì ở đâu? Ở Hậu Giang. Hậu Giang, ở Hậu Giang lận. Quê nội ở Hậu Giang á, quý cô bác anh chị mình. Còn giờ mẹ thì đi làm xa hay sao cô? Nó có chồng khác. À, có chồng khác. À, như hai chồng gái gánh rồi bỏ lại hai đứa con cho dì nuôi. Cho ngoại nuôi. Dạ. Còn cái phần bà hổm con nghe dì nói gì cái giấy của cháu không làm được bảo hiểm á. Không có hiểm mà nặng lắm mỗi lần. Cháu bệnh này kia không có hiểm vô bệnh viện nó tốn có, tiền dữ lắm tốn. Đâu có tiền, khổ quá đâu có tiền đâu mua. Dạ. Rồi lỡ bệnh vậy rồi cháu mình để mình bỏ. Dạ. Đi xin này xin kia. Có người cho 50 vậy người lo cho nó chứ giờ làm sao. Dạ. Tại bữa chị đó gọi cho con nói là gì không có tiền nuôi, không có tiền ăn nữa rồi ăn. Xin cơm bữa, gì đó. Bữa đó chú lại là còn có 250-300 gì đó. Dạ. Là sáng là thứ sáu là đi xin về đó, bỏ tiền. Dạ. Cho về. Thì nói nó còn mà chị về rồi gửi có gì tở xuống thì sao được. Dạ. Vậy là bác sĩ phát hiện gì tính tốn viện về phải không? Dạ. Mà bác sĩ mới kêu ở lại có gì để bác sĩ tính phải không? Dạ. À, cũng như là để cho nó ở hai vài bữa có làm sao vậy đó. Dạ. Mà thấy hồi sáng thì nó ngủ cái nằm cái lỗ tai tôi còn nghe thời à. Dạ. Còn thề vậy là bác sĩ chưa cho về đâu. Dạ, vậy là không gọi là gì chưa có tiền để đóng tiền viện luôn á hả? Đóng có đóng rồi, có đóng rồi mới rồi sợ đóng nữa không có tiền đóng mới xin về. Dạ dạ dạ. À vậy là gì có vô đóng trước rồi. Dạ. Rồi sau này chắc sau mới kêu đóng nữa là gì không có tiền đóng. Không có tiền đóng. À, không có tiền đóng rồi hai bà cháu tính tốn viện về rồi bác sĩ phát hiện được quý của chú chị mình. À, rồi bác sĩ mới kêu ở lại trị cho cháu, nghe nói cháu bị viêm phổi cũng rất nặng. Nó mỗi bữa nay con khỏe chưa con? Chưa. Chưa hả? Thấy con còn mệt hay sao? Con. Cháu này 13 tuổi ha hả cô? 13 tuổi quý cô bác chị mình. Viêm phổi nặng bác sĩ mới không cho về chứ mà nếu nhẹ thì bác sĩ cho về rồi. Ok. Bây giờ gia đình khó khăn nó không tiền bạc.
Bây giờ tại vì con bữa hổm con có vô con gửi cho dì 500, lúc đó thì con cũng hết tiền của Mạnh Thường Quân gửi rồi, thì con gửi cho dì đỡ 500 ngàn. Thì về bữa clip đó con có đăng tải lên á thì có hai dì Mạnh Thường Quân có gửi cho con hai người gửi ra giúp giùm vô cái hoàn cảnh của bà cháu á. Tại bữa hổm con cũng có quay một hoàn cảnh bên kia nữa, người ta cũng có ta gửi ta nói rõ giúp hai cái hoàn cảnh hai bà cháu, rồi con mới vô ngay con hỏi với quay có hình ảnh lên cho người ta coi á, người ta biết là mình có gửi tiền á. Chứ đây coi con gửi tiền ta mà giao tiền cho con mà con không có hình ảnh để cho người ta xem, người ta cũng đâu tin tưởng mình, đúng không? Còn cái phần giấy tờ gì làm cho cháu không có được bảo hiểm, được làm giấy tờ không có được bảo hiểm là không được á. Bên cha nó cắt bỏ luôn, hồi nào giờ đâu có cấp dưỡng, đâu có dòm ngó gì đâu. Đừng làm bảo hiểm cho cháu chứ, để tội nghiệp nó không có bảo hiểm là vô bệnh viện mệt lắm á. Mà mướn hàng ngày mà làm sao mua cho cháu được cái bảo hiểm, tôi còn không có đây. Phải không? Nhưng mà giờ bây giờ con tính về là gì bây giờ gì làm không được, vì cái phần đó gì kêu mẹ của cháu liên hệ với chồng bên nội á, kêu làm này kia cho cháu đỡ. Thì tôi có nói nó rồi mà nó giờ tâm Tết, để qua Tết rồi con về con tính, con làm cho nó, giờ phải làm cho nó thôi, tại nó bệnh này là tiền miên rồi. Đúng rồi. Nó đâu bao giờ hết. Dì nhớ nhắc con gì á, nhớ làm giấy tờ nó cho nó về, nên nó làm có giấy tờ bảo hiểm hợp lệ này kia cho nó đỡ tốn tiền lắm. Chứ con thấy thời giờ mà vô bảo hiểm, mà vô bệnh viện mà không bảo hiểm, trời ơi đủ lắm vậy. Tôi nghe mấy người mà đi về rồi á, cũng như người ta xuất viện, người ta nuôi con, người ta gần chung đó. Dạ. Nó tốn tiền dữ lắm, vì không có tiền mà chết luôn á. Trời ơi, vô hỏi gì, hồi đầu tiên con đâu biết là tưởng đâu có bảo hiểm, bé nào luôn, lúc nào cũng phải có bảo hiểm rồi. Dạ. Giờ hỏi ra thì không có bảo hiểm, thấy còn tốn tiền dữ nữa. Bởi nên bây giờ con mới nhắc gì thôi, giờ nếu con gái gì có về á thì gì phải nhắc nhở con gái gì, cái đó là chỉ phải lo làm cho con chỉ rồi. Tất nhiệm nó mà nó không lo nó bỏ liền tôi luôn không. Thì bởi vậy bây giờ gì là không liên hệ với bà Xui được, phải không? Không được. Liên hệ bên đó được. Vậy đó là gì phải nói mẹ của cháu làm sao làm, phải làm một giấy tờ cho nó có bảo hiểm nó đỡ. Thương đó cả nhà. Vậy là cháu này còn một em nữa. Còn một em. Nay được 13 tuổi ha. 12 tuổi. Còn cháu Phương Quy là 13 tuổi. 13 tuổi. Hai đứa là không có đứa nào có bảo hiểm luôn. Còn cái thì nó còn đi học nó có bảo hiểm. Nhà trường. Còn con này nó bệnh khờ. Bệnh khờ mà bệnh khờ không có bảo hiểm hả? Ngộ hả? Bệnh khờ nhưng mà không có xã của tôi trên, không có giấy tờ ở đây người ta đâu cấp được. Người ta đâu có lo được. Chừng nào mà nó có hộ khẩu ở đây với nó có khai sinh thường tật thì người ta làm mới làm giấy được. Nó đi chụp hình, nó đi khám được rồi, người ta cho giấy, bệnh viện người ta cho giấy rồi đó. Ủa mà sao con hỏi nghe cũng gọi, sao em của cháu có bảo hiểm mà sao... Bảo hiểm là bảo hiểm mua cho nó trong nhà tường á. Mua trong nhà tường. Dạ. Còn giờ con này nó không có học được, mình đâu có mua nhà tường. Ủa vậy là cháu là nghỉ học hả? Nghỉ rồi, nó bệnh thờ đâu học được. Đâu biết gì đâu. Vậy là con tưởng đâu là còn học lớp 7 phải không? Mà hôm nay nó thì nó theo nó lên nó còn học. Vậy con hiểu lầm, con tưởng đâu còn học lớp 7, là bà hôm nói hỏi học lớp mấy á. Cháu nói là học lớp 7 là con tưởng đâu còn học. Rồi. Vậy là nghỉ học luôn. Nghỉ hôm lớp 5 đó giờ. Phải không? Dạ. Ủa sao mà không hỏi học rồi nói học lớp 7? Thì nó không có, nó nói là cũng như là còn học hả, học lớp 7, nó lên lớp 7, bạn bè nó lên lớp 7 hết. Ý là nghỉ học lớp 5. Nhưng mà tưởng là nếu còn học là được lên lớp 7 phải không? Trời ơi con bảy. Bởi khờ nói chuyện khi con cũng không hiểu luôn. Bà không có hỏi. Bởi bà không có hỏi học lớp mấy rồi con nó là học lớp 7. Con lấy về cũng bệnh chết rồi. Ok, gán đi cô ơi, chứ giờ bác sĩ không cho về rồi, chứ cô tốn về này kia là cháu nó nặng nữa. Tại bị phổi á, không tị qua ghiếc gì nữa là... Như bị phổi nặng không tị là qua ghiếc là qua ung thư luôn chứ không đâu. Tại có cái kẹt cái là không có bảo hiểm á, mới hơi nặng á. Chứ hoài gì... Đi có bảo hiểm đi ra về đâu có tốn tiền. Thì bởi vậy. Tiền ăn thôi. Thì bây giờ tiền ăn gì không có gì còn không có, ở đây nè, một bảo hiểm một ngày một tấm mấy tiền nằm nè. Giường tấm mấy lần hả? Tấm mấy á. Dữ tiền rồi. Ăn mình ăn một ngày một tấm mấy nữa là được hai tấm mấy một ngày vậy. Mà tôi vô hôm nay là còn một tuần rồi, thứ hai này một tuần đó.
vì canh canh ở cái cửa bệnh viện này con thấy hay phát cơm từ thiện, không biết mà phát bữa giờ mình tới giờ nó đi tiêm thuốc rồi đâu xin được. Hồi nãy có phát hồi xin hồi nãy con vô thấy cháu cũng đang tiêm thuốc là tiêm thuốc luôn đó, hả? Tiêm đó. Con có vô quay được tí xíu rồi bác sĩ không cho. Ngày hôm qua đêm hôm giờ nó tiêm 4-5 lần thuốc. Từ hôm giờ 4-5 lần. Từ hồi khuya cho tới sáng. Thì bởi vì bác sĩ thấy nặng quá, bác sĩ ở đâu cho về. Tôi nói là không có tiền chắc tôi không ở đây. Cô cố gắng đi ra lo cho cháu đi chứ viêm phổi mà mình bỏ nó biết tự tử là không được á. Rồi bây giờ có hai vị mà thằng quân này giúp nhiều hay nhiêu thì có tiền đóng viện rồi, vì gắng cũng ở lại ha. Là giúp cho cháu này kia cho nó hết bệnh cho đỡ. Chứ giờ đã ốm rồi còn bị phổi này kia nữa, trời ơi nè. Ấm nhách ấm nhôm luôn. Còn cái tuổi này là cũng 40 kg mà có 30 mấy kg. Nãy con vô phòng tiêm thuốc của cháu này quay bác sĩ đâu cho. Đuổi ra liền luôn, tắt liền luôn. Chưa nói được kịp câu nào mới nói hỏi khỏe không thì kia xong rồi tắt luôn, tắt máy luôn. Tại thấy bác sĩ không có ở đó. Mình vô đại. Hiện vô đại, tính hỏi thăm thôi, tính quay hỏi thăm xíu thôi. Rồi bác sĩ đâu vô liền luôn xong tắt máy liền luôn. Phải không? Đúng rồi, phổi là phải cái đầu phải cao được. Tối nay bà cháu nằm đây, tối nay tôi xuống đất luôn. Dạ. Thôi bây giờ gì con nói nhanh gọn xong con gửi tiền cho gì cho rồi. Bây giờ con chỉ nhắc nhở gì nhớ là Tết này hay gì con gì á, mẹ của cháu á có về này kia thăm này kia thì gì kêu làm giấy tờ cho cháu nó có làm được cái bảo hiểm á. Dạ. Cái gì ha? Dạ. Dạ chứ để đó không có bảo hiểm nó bệnh đề bệnh phổi á là tại không tới á là bị hành hoài luôn á. Bây giờ con gửi tiền có hai vị Mạnh Thường Quân, một người gửi cho một tên vị Mạnh Thường Quân là tên Hồng gửi cho cháu 1 triệu và một vị Mạnh Thường Quân tên Quy Tâm là gửi cho cháu 2 triệu vì đếm cho giùm con đi. À, đủ 2 triệu chứ gì? Dạ. Dạ, tôi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân Di Tâm giúp đỡ bà cháu tôi có số tiền để trị bệnh. À, với Mạnh Quân Hồng tên đây Phượng Hồng hả? Phượng gì á? Dạ, tôi cũng cảm ơn quên. Di Phượng giúp đỡ cho bà cháu tôi còn có số tiền để trị bệnh cho cháu tôi, cảm ơn nhiều lắm. Hồi đến đây mình cũng xin chân thành cảm ơn hai vị Mạnh Thường Quân ở phương xa. Tên Quy Tâm và tên Phượng ha, Phương gì mình cũng quên rồi, mình xin lỗi nha. Mình hôm mình có hôm qua hôm kia gì mình mới đọc bình luận đây giờ mình quên rồi. Rồi mình cũng xin chân thành thay mặt người nhà cảm ơn hai vị Mạnh Quân này rất nhiều đã có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho cháu, có tiền đóng tiền viện phí. Thì nói chung là hai bà cháu ăn mà không có cơm ăn để đi xin thì kia. Nói đây đi canh xin á, xin mà không có cái gì. Rồi mình cũng nghe cái chị đó chỉ gọi điện chỉ nói vậy thôi là mình mới chạy vô liền. Thật sự là lúc đó là mình tiền mình cũng không còn, tiền của Mạnh Quân gửi cho mình cũng không còn nhiều đâu á, mình mới gửi cho bà cháu 2 năm tâm đỡ. Thì mình có đăng tải video trước đó lên thì có hai vị Mạnh Quân này xem được á, thì có gửi cho mình 2 người 2 triệu. Thì hôm nay mình có mặt ở đây để mình gửi cho bà cháu để có tiền đóng viện phí. Rồi thôi mình xin chân thành cảm ơn hai vị Mạnh Quân này rất nhiều, mình luôn chúc cho hai vị Mạnh Quân này luôn luôn có thật nhiều sức khỏe vui vẻ và may mắn bình an trong cuộc sống nha.